chữ 1 là giúp, cộng 2 chữ 2 là bên 10. Trên vang thả 100%, các bác phải biết nè. Mấy cái đồ này nhá, nếu mà em đã làm thì test nó phải mắc pin. Kể cả nếu một là chết đẩy, hai là chết xúc cũng phải chịu. Bởi vì test mắc pin thế thì trước khi giao hàng cho các bác nên hoàn toàn yên tâm. Nếu còn nào lỗi cái là thôi là xác định thanh lý thôi. Nó kiểu kiểu ấy. Ok, thì trên đây là video test xúc ngắn gọn đến đây thôi nhá. Em cũng định là hôm nay là bê ra ngoài trời. Đấy, đặt đến góc điện thoại kia kìa, quay nhưng mà thôi, nắng quá mà quay ra ngoài đấy bây giờ nó đang bị ngược sáng và cháy nắng nên là nó không được đẹp hình lắm, nên là thôi để tạm đây thôi. Đáng nhẽ là em phải kê trong đây thì quay nó đẹp hơn, nhưng mà mỗi cái bê đi bê lại, thứ hai là vào trong đấy thì nó bị dội âm do mái tôn nữa, nó cộng hưởng. Ở đây có một tí mái tôn thôi, nó không bị cộng hưởng nhau lắm. Đây nhá, một quả xúc đơn là đánh nhá, quả xúc kép kia nó cộng hưởng vào nữa thì mái tôn cứ va. Ok, thì các bạn quan tâm đến chiếc xúc này thì hẹn trực tiếp với em nha. Em xin trân trọng thông báo lại giá lần cuối này, bởi vì con này phí ship của nó thì tầm 500-600 nghìn thôi, nên là em cũng báo cáo luôn các bác là gửi xe thì hỗ trợ một tí, còn nếu mà các bác đến tận cửa hàng đấy thì em báo là 4,9 triệu là giá tại cửa hàng, còn gửi đi bao ship gửi xe một số điểm nào đó thì là 5,2 triệu đấy, em cộng có 300 nghìn thêm thôi, coi như là bán giao lưu phí vận chuyển khoảng tầm 500 nghìn đấy, không phải chuyện đùa đâu. Các bác thấy em đọc giá này các bác lại hết hồn nữa thì ok, video test xúc đến đây là kết thúc nhá. Xin hẹn các bác trong clip lần sau, tiếp tục sẽ là những video test nhưng có khi con loa này nhá, PS10 này nhá, một quả này thôi nó quát như này rồi, nếu như một đôi này thì phải một đôi xúc hoặc là một chiếc xúc kép mới đuổi được một đôi PS10 này. Ngủ đánh ngoài trời nó đánh ghê thật các bác ạ, ghê thật, súp nó gồng hết cỡ nên kéo. Ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.